lại, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Úc cùng công ty Tâm Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và những năm gần đây thì việc du học Úc đã tăng lên rất nhiều. Điều đó chứng tỏ là suy nghĩ của các bậc phụ huynh đã thay đổi về định hướng cho con em của họ. Nhưng điều băn khoăn lớn nhất đó là về kinh tế. Nhiều phụ huynh đã hỏi, tôi không có nhiều tiền nhưng muốn cho con đi du học Úc, thì Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp tôi các giải pháp tối ưu nhất để tiết kiệm được chi phí khi đi du học Úc. Và sau đây thì Tân Đại Dương xin gửi tới quý phụ huynh và các bạn học sinh một số giải pháp giúp cho các bậc phụ huynh cũng như là học sinh có thể tiết kiệm được chi phí khi du học. Đầu tiên đó là việc chọn trường có chi phí thấp. Vẫn là ngành học đó nhưng học sinh sẽ không chọn trường có chi phí cao. Học sinh sẽ chọn trường có chi phí với khả năng của gia đình. Việc chọn trường quyết định rất lớn đến tiền đóng học phí. Và thứ hai là về học tiếng Anh tại Việt Nam. Để giảm bớt chi phí khi đi du học Úc thì học sinh nên đóng học phí ban đầu. Thì trong quá trình làm hồ sơ du học Úc, bạn nên học tiếng Anh ngay khi mà ở Việt Nam, hoặc là bạn học tiếng Anh từ khi bạn có dự định đi du học Úc. Và thông thường thì học sinh không có tiếng Anh phải học 40 tuần, mà rẻ nhất thì cũng phải là 250 đô Úc trên một tuần. Và nếu bạn chỉ phải học từ 10 tuần đến 20 tuần thì chi phí sẽ giảm đi đáng kể. Và thứ ba là việc chọn trường có mức đặt cọc ban đầu thấp. Đây là giải pháp tối ưu giúp cho gia đình bớt căng thẳng về tài chính, giảm áp lực tài chính tại Việt Nam. Theo quy định của chính phủ thì học sinh đi du học Úc được phép đi làm 40 giờ trên 2 tuần. Nếu bạn học thạc sĩ nghiên cứu hoặc là tiến sĩ thì bạn có thể làm không giới hạn thời gian. Công việc làm thêm tại Úc thì rất nhiều với mức lương khá cao, là từ 10 đến 15 đô Úc trên 1 giờ. Và việc tranh thủ đi làm cũng đỡ được phần nào trang trải học phí, ăn ở cho du học sinh khi mà du học tại Úc. Và vấn đề thứ tư là tìm kiếm học bổng khi du học Úc. Chính phủ Úc cũng có rất nhiều suất học bổng dành cho các bạn khi du học tại Úc. Và nếu các bạn được học bổng Úc 50% học phí thì đỡ rất nhiều về chi phí khi mà đi du học. Một vấn đề tiếp theo nữa đó là việc chọn trường không cần phải chứng minh tài chính. Hiện nay thì tại Úc có trường không cần phải chứng minh tài chính. Điều này thì rất thuận lợi cho học sinh có kinh tế vừa phải nhưng có ước mơ du học. Và vấn đề thứ sáu đó là chi phí sinh hoạt. Thì tiền sinh hoạt gồm có tiền ăn, ở, đi lại và các khoản mua sắm khác. Theo như tính toán của học sinh đang sinh sống ở Brisbane thì chi tiêu của các bạn hiện nay là 800 đô Úc trên một tháng. Tuy nhiên thì con số này còn phụ thuộc vào cách chi tiêu của mỗi người. Nếu bạn biết tiết kiệm thì chi phí du học Úc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và mọi thắc mắc về vấn đề trên hoặc là được hướng dẫn về thủ tục du học Úc thì bạn vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty, thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn có thể nhấn subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất về thủ tục du học Úc các bạn nhé. Chào tất cả các bạn. Đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Bùi Thị Tuyết Nhung vừa nhận được visa du học Úc. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Nhung nhé. À, chào Nhung. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Dạ, em tên là Bùi Thị Tuyết Nhung, em sinh năm 1991, em đến từ Đắk Lắk. Và sở thích của em là nghe nhạc, đọc sách và tìm hiểu thông tin trên mạng. Rất quý. Em đến từ Đắk Lắk thì là khi mà làm hồ sơ thì em có phải là xuống trực tiếp Tân Đại Dương không? Là dạ có. Cái lúc mà em đi làm ở Bình Dương, em làm ở Bình Dương thì em gái của em họ của em á là nó cũng đi du học, và đi du học ở Canada. Sau khi mà đã có được tấm visa đi du học Canada thì mới giới thiệu cho em là công ty du học Tân Đại Dương. Thì sau khi mà em tìm hiểu thông tin qua mạng và trang web thì em đã quyết định là mình sẽ gặp đến trung tâm Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Vậy là trước đây em gái em cũng đã làm hồ sơ đi Canada cho Tân Đại Dương rồi, là cũng đã đi rồi. Dạ. Vậy cái cảm nhận của Nhung khi mà chị Thúy thông báo là mình có visa du học thì như thế nào ấy? Lúc đó em rất là vui khi mà nghe là em đã đậu visa thì em đã hét lên là ai mẹ ơi con đã đậu rồi. Thì trong nhà thì mẹ rất là vui mà cũng không tin là em đã đậu luôn. Rất là hồi hộp. Em giới thiệu với các bạn là qua Úc thì em đã học cái trường gì và cái ngành gì đó? Qua Úc thì em học chương trình quản trị kinh doanh, trường Chiletel University. Trường này là một trường rất là nổi tiếng,
Và trường thì có rất là nhiều danh tiếng trong cái ngành quản trị kinh doanh, và trường nằm trong top, trường đứng thứ 12 trong top các trường đại học tại Úc, và nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới. Trường này thì thu hút rất là nhiều sinh viên quốc tế, và em thấy chương trình đào tạo của trường rất là tốt nên là em quyết định chọn trường này. Nhiều bạn thì chọn như là Singapore hoặc là Mỹ để làm những đến du học. Tại sao thì những lựa chọn là Úc em? Vì Úc là em có người thân bên đó, với lại là em qua tìm hiểu thì em thấy là khí hậu Úc rất là thích hợp nên là em quyết định chọn Úc. Tại như lúc nãy là Nhung cũng có giới thiệu là em đã đi làm rồi. Thì dạ, không biết là mình đã hoàn tất cái chương trình giải Việt Nam mà đi làm trong cái lĩnh vực gì em ha? Dạ. Sau khi tốt nghiệp thì em học trung cấp điều dưỡng, và học xong trung cấp điều dưỡng thì em đã đi làm. Em làm y tế là một công ty nước ngoài, và em làm được 2 năm rưỡi. Thì trong cái quá trình mà làm việc thì em cố gắng để làm tốt cái công việc của mình, nhưng mà em thấy là vẫn chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của mình và cái mong muốn của mình, cái sự mong muốn của mình. Nên là em đã quyết định là theo đuổi cái niềm đam mê của mình là ngành quản trị kinh doanh. Và em thuyết phục ba mẹ cho em đi học, mà nhân gia đình em thì nói chung là cũng không hẳn là giàu có nhưng mà cũng có điều kiện, nên là quyết định cho em đi du học. Vậy là lúc đầu là em học về ngành điều dưỡng nhưng mà cảm thấy không thích hợp nên là em chuyển qua quản trị kinh doanh. Thì với tấm bằng mà du học tới Úc về thì cái cơ hội việc làm của em nó cũng phát triển hơn, đúng không? Cho chị hỏi thêm nữa là khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt, các chị rất là nhiệt tình trong cái quá trình mà em làm hồ sơ. Chị cho em rất là chi tiết về cách làm hồ sơ, rồi là thủ tục như thế nào, về thủ tục hành chính, rồi là cách là phỏng vấn, rồi giới thiệu rất là nhiều cho em, nên là em thấy rất là cảm ơn các em chị. Cho chị hỏi thêm là cái dự định của Nhung á, sau khi mà học xong tại Úc thì em có cái dự định như thế nào? Sau khi mà học thì em vẫn muốn trở về Việt Nam, tại vì gia đình và người thân của em đều ở Việt Nam, nên em cũng muốn là làm ở Việt Nam thì cái cơ hội mà mình gần gia đình nó gần hơn, bạn bè nó gần hơn. Còn ở xa thì mặc dù là có người thân nhưng mà không phải là máu mủ ruột thịt, nên là chỉ là anh em họ hàng thôi, thì không được như người nhà mình, nên là em muốn trở về Việt Nam. Việt Nam thì có gia đình nó vẫn như là thế tốt hơn, đúng không? Chị cảm ơn những chia sẻ của Nhung trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chị chúc em sẽ hoàn thành được ước mơ trong tương lai của mình ha. Em cảm ơn. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Úc như thế nào, điều kiện ra sao thì các bạn hãy liên hệ tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất. Và để tham khảo thêm những cái chia sẻ của những bạn đã đạt visa thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.